Phật giáo dùng hình ảnh của một chiếc xe hay hình chữ vạn để diễn đạt quan niệm linh hồn luân hồi. Đây là quan điểm luân hồi, xoay vòng trở lại khởi điểm, không có sự tiến hóa. Theo quan niệm của Phật giáo, thì một thân xác làm được nhiều điều thiện lương trong một kiếp người. Khi chết, linh hồn sẽ được về nơi thanh tịnh Niết Bàn, không tái kiếp đầu thai làm người trở lại. Vì Phật giáo cho rằng, trần gian là một nơi chốn nhiều khổ ải, thân xác con người phải chịu rất nhiều nỗi khổ đau. Nếu như linh hồn không trở lại kiếp người để chịu nhiều khổ ải mới là đạt đạo, giải thoát. Nếu như thân xác khi sống chỉ làm những điều tội lỗi nhẹ, thì sau khi chết, linh hồn không được siêu thoát mà phải đầu thai trở lại thế gian tùy theo mức độ tội lỗi để chịu những hình phạt tương ứng. Nếu thân xác khi sống làm những điều tội lỗi nặng nề, thì linh hồn sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề ở một nơi chốn vô cùng khắc nghiệt gọi là địa ngục, dưới sự cai quản của một vị thần linh đầy đủ quyền hành tuyệt đối gọi là Diêm Vương. Diêm Vương, địa ngục, phán quan, cực hình tra khảo, tái kiếp chịu tội, quả báo, vân vân là những câu chuyện người đời đặt ra dùng làm những phương tiện giáo hóa, răn đe những hành động tội ác. Nhưng với sự tiến hóa của văn minh nhân loại ngày nay, càng lúc những phương tiện giáo hóa này càng mất dần hiệu lực. Càng lúc càng có nhiều người không tin vào giá trị những câu chuyện này. Mặt khác, nếu như chúng ta làm lành lánh dữ chỉ vì nỗi sợ hãi những hình phạt nào đó, thì làm lành lánh dữ của chúng ta chỉ có những giá trị rất nhỏ bé, tiêu cực. Muốn có giá trị cao cả, thì hành động thiện ác của chúng ta phải có những nguyên động lực tốt đẹp cao cả. Chúng ta hành thiện bởi vì chúng ta yêu cái thiện, chứ không phải vì một mong muốn tưởng thưởng nào đó. Chúng ta tránh ác là bởi vì chúng ta không thích cái ác, chúng ta kinh tởm cái ác, chứ không phải vì chúng ta sợ hãi một hình phạt nào đó. Những kinh nghiệm trên chốn trần gian cho chúng ta thấy là gần như xã hội quốc gia nào cũng có nhà tù, luật pháp ngăn chặn kẻ xấu, tội ác. Nhưng mà xã hội nào, quốc gia nào cũng không ngăn chặn nổi những kẻ phạm lỗi, làm ác. Thực tế, những hình phạt cụ thể cũng không ngăn chặn được tội ác. Cho nên, những hình phạt tưởng tượng ở một nơi chốn chưa ai từng thấy như là địa ngục A Tỳ, càng lúc càng không có mấy tác dụng để giáo hóa người đời. Những kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy rằng, muốn hành thiện, cụ thể, con người cần phải có những phương tiện hữu hiệu. Muốn chữa trị một cơ thể ốm đau, chúng ta cần phải có năng lực. Muốn cứu giúp một linh hồn còn khó khăn hơn nhiều nữa. Muốn cầu nguyện, cũng phải có những năng lực tâm linh đặc biệt. Không phải những lễ nghi hình thức rườm rà, những câu kinh pháp, phù chú, tụng niệm, những cử chỉ hành xác, ép xác, vái lạy, những lễ vật cúng kiến có thể đạt được mục đích. Nhân điện có những quan điểm khác về linh hồn, thể xác, tái kiếp đầu thai. Nhân điện không coi trần gian là chốn khổ ải, khiến cho con người từ chối, trốn chạy. Trái lại, nhân điện cho rằng trần gian là một nơi chốn tốt đẹp nhất trong cõi vũ trụ bao la, vô cùng vô tận. Nơi duy nhất trong vũ trụ có sự sống của muôn loài vạn vật và là những sự sống tốt đẹp nhất mà Thượng Đế đã dày công sáng tạo. Trong đó, con người là loài sinh vật siêu đẳng nhất, thượng đẳng nhất, đứa con cưng nhất của Thượng Đế. Cho nên, chúng ta không nên có những ý nghĩ tiêu cực bi quan, những lời than oán đất trời. Trái lại, thái độ đúng đắn nhất là phải cảm ơn Thượng Đế, học hỏi làm người, học hỏi đạo lý, để vui vẻ hưởng thụ đời sống con người. Đau khổ không phải là hình phạt của Thượng Đế, đau khổ chỉ là hệ quả của u minh con người. Cho nên, muốn tránh đau khổ không phải là chạy trốn trần gian, mà là phải giải trừ u minh, trở thành minh triết giác ngộ. Nhân điện dạy dỗ con người tình thương và minh triết giác ngộ để sống và hành động
theo thiên ý của Thượng Đế, chứ không dùng những phương tiện thông thường của thế gian có tính cách hù dọa con người qua hình ảnh của Diêm Vương, địa ngục, ác quỷ, phán quan, cột lửa, vạc dầu, vân vân. Cũng không dùng những hình ảnh tưởng tượng về một cõi thanh tịnh niết bàn, hoa thơm cỏ lạ, an lạc thái bình để bắt buộc con người phải có cuộc sống khổ hạnh, chay tịnh, tu hành. Dưới đất chỉ có đất và đá, trong lòng địa cầu chỉ có một khối lửa nóng vô cùng, còn trên cao không có thiên đường, niết bàn gì cả, mà chỉ có những tầng số năng lượng vũ trụ vô hình. Linh hồn thuộc về những tầng số năng lượng vũ trụ vô hình này. Mỗi linh hồn có một tầng số năng lượng vũ trụ riêng. Trong thời đại văn minh tân tiến này, có thể so sánh với một số bit số website của máy điện tính computer trong một hệ số website của một vị thần linh nào đó. Và người cai quản toàn bộ những hệ thống website của các vị thần linh trong vũ trụ, chúng ta gọi là Thượng Đế. Không có hình tướng, nhưng lại có đầy đủ tri thức và năng lực vô biên, không gì có thể so sánh nổi. Những quan niệm về thế giới tâm linh của ngành nhân điện như vừa được trình bày trên đây có thể được nhìn thấy qua những hình ảnh rất quen thuộc của ngành nhân điện. Đó là hình ảnh của kim tự tháp ba mặt với 13 vạch ngang. Hình ảnh khối kim tự tháp đa dạng, gồm nhiều kim tự tháp ba mặt chồng lên nhau. Khối kim tự tháp vô hình ngoài không gian. Kim tự tháp chỉ là một phương tiện thầy cho anh chị em dùng để luyện tập hàng ngày, thu hút điện năng vũ trụ để trị bệnh, cứu mình, giúp người. Nhưng đồng thời qua đó, tùy theo căn cơ trình độ mỗi người, anh chị em sẽ học hỏi được nhiều bài học triết lý tâm linh khác nhau. Trong đó có những bài học quan trọng như minh triết giác ngộ, chân lý, tiến hóa, linh hồn, thượng đế, tâm linh, vân vân. Linh hồn có bản thể là năng lượng, đối với những người bình thường là phần tâm linh vô hình, không nhìn thấy được. Nhưng những học viên nhân điện chỉ cần sau khi khai mở luân xa 100% thì đã có thể cảm nhận được linh hồn. Tùy theo vị trí và cường độ cảm nhận linh hồn lạ trên cơ thể mình, chúng ta có thể đo được tầng số năng lượng của những linh hồn, tính chất năng lực tâm linh, dạng thức, cấp độ tiến hóa tâm linh của linh hồn cảm nhận được. Và điều thú vị là chúng ta thấy những vị trí cảm nhận trình độ những linh hồn này tương ứng với vị trí những vạch ngang trên kim tự tháp. Còn cường độ cảm nhận thì tương ứng với hình dạng lớn nhỏ của khối kim tự tháp. Những linh hồn có tần số năng lượng tâm linh thấp cảm nhận được từ cạnh luân xa 3 trở xuống tương ứng với những tầng không gian của những đường vạch ngang thấp nhất của kim tự tháp. Linh hồn có năng lượng càng cao cảm nhận được từ cạnh luân xa 3 trở lên tương ứng với những khoảng không gian, những đường vạch cao hơn trên những bề mặt của kim tự tháp. Linh hồn của những vị thần thánh có năng lực tâm linh cao được cảm nhận từ cạnh luân xa 5 trở lên tương ứng với những đường vạch ngang trên cao của khối kim tự tháp. Linh hồn Thượng Đế cảm nhận được các luân xa 6 và 7 tương ứng với những điểm đỉnh của những khối kim tự tháp vũ trụ không gian. Anh chị em cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều hay lạ, hữu ích, rất nhiều ý nghĩa, quan niệm, triết lý, tâm linh, siêu hình, từ thấp đến cao, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người qua mô hình anten mà thầy đã cho anh chị em luyện tập hàng ngày. Trong một mô hình anten, chúng ta thấy có một hệ thống anten gồm có 3 vòng tròn và một cột dây đồng thẳng đứng. Hệ thống anten mang hình ảnh của mật mã ngành nhân điện 801 mà thầy đã từng dạy cho anh chị em. Vòng tròn lớn trên cao là số 0, tượng trưng cho Thượng Đế vô hình. 2 vòng tròn nhỏ bên dưới là hình ảnh con số 8, tượng trưng cho các đấng thiêng liêng. Sợi dây đồng thẳng đứng là hình ảnh con số 1, tượng trưng mối dây tâm linh và điện năng giao tiếp giữa Thượng Đế, các đấng thiêng liêng
cao cả và trần gian, con người, thuộc những vật thể ở bên dưới gồm có cột kim tự tháp, khối kim tự tháp, bóng đèn, v.v. Những vật thể giả tạo như kim tự tháp, mô hình anten, thầy cho anh chị em luyện tập và học hỏi, cho thấy, theo quan điểm của ngành nhân điện, thì chỉ có hai thế giới là thiên thượng và nhân gian, mà không có mặt thế giới thứ ba là địa ngục. Thiên thượng là thế giới tâm linh siêu hình, và nhân gian nói chung là thế giới vật chất hữu hình. Tuy vô hình, nhưng thế giới thiên thượng lại chính là chủ thể của thế giới nhân gian hữu hình, sáng tạo và chi phối thế giới nhân gian qua những mối dây liên lạc tâm linh, đặc biệt qua những sứ giả của thiên thượng là linh hồn. Linh hồn muôn loài vạn vật, trong đó có linh hồn con người. Chỉ linh hồn con người mới có khả năng giao tiếp bằng tâm linh với thế giới thiên thượng, tiếp nhận thiên ý, quyền năng thượng đế. Nhưng mỗi linh hồn có một năng lực tâm linh khác nhau. Muốn có năng lực tâm linh cao, có khả năng giao tiếp thế giới thiên thượng, linh hồn cần trải qua nhiều kiếp con người, tu hành, học hỏi tâm linh. Anh chị em là những người may mắn nhất khi được thầy khai mở luân xa 100% để học nhanh, học tắt, ít nhất phải là mấy trăm ngàn năm, sớm đạt được khả năng tâm linh, giao tiếp với thế giới thượng thiên, tâm linh các đấng tối cao. Tuy rằng quan niệm luân hồi của nhân điện có khác với quan niệm luân hồi Ấn giáo, Phật giáo và người bình dân Đông Phương, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ học hỏi chân lý, minh triết, giác ngộ sự vật, tâm linh, thượng đế, vạn vật, con người mà không chỉ trích những quan niệm khác biệt của họ. Giống như những tên của sự vật, hình ảnh thầy đã sử dụng để dạy cho anh chị em trong nhiều lớp học nhân điện khác nhau. Tuy luân xa là giả, nhưng nó vẫn có chỗ dùng trong những cấp lớp nhân điện thấp. Tuy kim tự tháp Mika là giả, nhưng nó vẫn có công dụng trong những lớp nhân điện trung cấp. Quan điểm luân hồi của Đông Phương cũng có chỗ hữu dụng của nó tùy hoàn cảnh, không gian, thời gian, đối tượng, căn cơ, trình độ con người. Anh chị em nhân điện ở những lớp cao cấp tuy không sử dụng những phương tiện luân xa, kim tự tháp cho mình, nhưng mà vẫn phải sử dụng những phương tiện này để dạy cho người khác. Không phải gạt người, nhưng chúng ta bắt buộc phải cho những món thích hợp cho từng người trong từng hoàn cảnh, sự việc khác nhau. Chúng ta cho với đầy đủ hảo ý và đầy đủ ý thức minh triết tâm linh giác ngộ.